ta đến quán rồi, quán rất là đông, xe để đây. Bên đây là quán Cú Cú. Hai bên luôn hả chị Tường? Chị Tường hai quán hay là một quán? À, quán bên kia bán bún, bên đây là bánh canh ha. Bên đây là Cô Phú bún, gồm có là bún bò nè, giò chả, xương gân gì đấy. Rồi bây giờ thì Lê Hương sẽ ăn ở phía bên đây là bánh canh cuộn. Ở góc này thì chúng ta sẽ nhìn lên được cầu Thuận Phước. Quán là khá là dân dã thôi ha. Đi, đi vô. Nè, đây là chả cá Đà Nẵng nè. Nói về chả cá chỉ có Đà Nẵng là ngon nhất thôi. Rau răm, rau răm. Cái này là hành phi, hành phi. Cái này là cá cháy, tiêu. Bánh canh. Còn cái nồi bên kia. Cái nồi trong đây. Cái nồi này là cái gì mình cũng không rõ. Cái này chỉ là màu thôi, màu ớt, màu người ta làm lên đó người. Miền Trung là ăn cay nhiều, người Đà Nẵng ăn cay. Qua bên kia. Sao mình múc bánh canh. Bánh canh em thấy nồi bánh canh vĩ đại không? Hai ba nồi như vậy. Một cái chục nồi. Rất là to. Ai vô lấy cháo ơi. À, ăn thêm cá rồi chả riêng hoặc là cá chả trứng trứng cút nem chả bánh mì nha. Rồi bây giờ có ai muốn ăn thêm gì chắc mình gọi sẽ thêm những phần ăn thêm ha, để biết. Khoan đã thì mình cứ gọi món chính đi. Em ăn gì, cá hay là chả hay là em ăn chắc là ăn hết luôn. Rồi cho cô thập cẩm cần nấy ăn gì? Nếp ăn gì? Cá. Ăn cá. Cho ba tô thập cẩm. À, thập cẩm lên đi. Ba tô thập cẩm, một tô cá. Một tô hai tô không cay. Em ăn cay được không? Cay. Okay, hai tô cay, hai tô không cay. Ăn mắm. Ở đây là mình phải service yourself. Là đây đặt, không có ai ở phục kêu. Vụ. Yeah. Người ta không có thời gian đủ để phục vụ mình. À, là mình tự bưng luôn. Đúng rồi. Yeah. Đó là cái nét đặc trưng của quán này, và quán này là nổi tiếng đó nha. Rồi ba tô, ba tô. Tự phục vụ nha quý vị. Đó, cho chút xíu vàng nè. Ba hai không cắt. Bình tĩnh nha, em đâu có rối, được lên phim bình thường. Hot boy Đà Nẵng. Hình như là quán hot. Bưng cho. Đi đây rồi. Ủa, Niu không ăn à? Rồi, Niu ăn xong. Niu sẽ ăn mấy cái linh tinh thôi. Rồi, quán ăn từ phục vụ ha. Đó, lấy bánh mì đi. Lấy hai ổ của Đà Nẵng. Hai bánh mì của Đà Nẵng đi quý vị. Nó ốm như người Đà Nẵng. Rồi bên đây là ba phần ha. Phần này là cá nè. Hai tô thập cẩm hả chị? Bên đây hai tô thập cẩm đúng không? Hai tô thập cẩm. Thập cẩm như thế này. Không biết một tô như thế này là có giá bao nhiêu nhỉ? Trước đây là ta đầu tiên á, cái sự ra đời của bánh canh này là 500 đồng. 500 đồng. Sau đó là 1.000. Sau đó lên 2.000. Đây 2.000. Sau đó lên 5.000. Rồi bây giờ 8.000, bây giờ là 9.000 là câu bình thường. Còn nếu mà ai muốn ăn thì có câu 10.000 và 5.000 nữa. À, quá rẻ luôn. Một tô thế này là từ 8, 9 và 15.000 ha. Rồi mình có thể kêu 10. À, rồi mình có thể kêu thêm cái phần này. Cái này cũng 10.000 mấy ngàn hả? Không có
Đây là chả cá với lại những cái thức ăn thêm ha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị. Ở trên bàn thì Lý Hương thấy là có cái phần ớt khô ha. Để mình đem thêm. Rồi, xin mời chị Tường. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn ha. Miêu à, ngồi bỏ dân xuống cho lịch sự nè. Nó hơi tối ha. Tối hả? Nó hơi tối. Quay lại gái cho cả nhà như vậy thôi. Thường là buổi tối là cái máy này rất là dễ. Mua vậy xíu mà mình tính tiền thì mình sẽ tới đó mình tính. Con có đất cây riêng rồi mà. Mẹ nước đi. Cát. Nước gì con lên nước gì? Lấy nước màu đỏ đỏ đó. Rồi ăn hết rồi lấy. Quán này chị thường biết rồi con buôn ăn rồi. Lâu lắm rồi đó. Để phân tiện giúp. Nhưng mà nó có hơn 10 năm. Nó ra đời hơn 10 năm. Nhưng mà chị biết là 10 năm. 2008 bây giờ. Cái khu vực này hồi xưa nó là làng chài á. Nó là khu vực mà đi đánh cá, chài lưới. Nhưng mà mình chưa có mở, chưa phát triển là chưa có cái cầu này nè. Chưa có cầu Cước này nè. Làm chai, chị biết cái này là rất là lâu. Hồi xưa ông anh chị á, là ông làm bộ đội biên phòng như thế này. Đợt đó chị học 12 kìa, đi cắm trại, ông kêu xuống đây cho con cá thu bó. Để đem về cho bé lớp nấu ăn. Rồi xong. Làng chai này ngày xưa nó tên gì chị? Khu vực này là khu vực họ Quan hay là gì? À, Lại Hiên Đông. Còn hát nước. Khu vực này thì ông rành này, nhưng mà khu vực chỗ chị đang ở là khu vực chợ cá Lại Hiên Đông. Lại Hiên Đông. Cái khu vực này á là vì sao mà cá rẻ? Là vì họ buổi sáng họ thức dậy sớm 4 giờ, 5 giờ. Họ khi họ thức sớm hơn họ đi được chợ. Cái chợ mà chợ cá mà sĩ mà về nha, tàu về phân phối cả là làm cái nó nằm ở đó. Nên cá sẽ rất là rẻ. Cá họ thì rẻ, họ bán rẻ, họ bán chỉ là số nhiều. Thế là họ làm theo gia đình mà không có thuê ai cho biết. Nhà thì vẫn giữ là nhà tốt hơn. Đúng rồi. Có nhà chỗ khác rồi, chỗ là giữ gì. Thì cũng giống như người Hoa, người Hoa vậy đó. Chỗ mà đang làm ăn tốt rồi mình sẽ có gì đó. Thỉnh thoảng chị cũng thấy là người họ đi ô tô họ tới đây cả gia đình họ.
Hồi trưa cũng ăn được chả cá. Bây giờ cũng ăn chả cá, dường như là chả cá là một cái đặc sản. Ủa là sản của ta. Nhiều cá nên là ổn mì nữa. Một ổn mì. Lứt qua kêu một ổn mì. Hai ổn nữa đi. Ăn được cốt để no. Con bé nít thì nó nhanh ghê. Nó có hợp khẩu vị ăn không? Khá là dễ ăn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trên bàn chỉ có một cái chén ớt khô thôi, không có những cái có chén mắm ớt nữa nha. Có chén mắm. Nè nè, lấy chén mắm qua cho. Nè, banana. Đây là chén mắm. Cũng cay ha. Mình có thể đem vô thì mình thấy là vừa rồi. Nên như thế ăn thôi. Mà để no thì mình phải ăn thêm bánh mì. Chị xô cho em thấy bánh mì này rất là đặc trưng của Đà Nẵng, mà chỉ ở Đà Nẵng mới có. Không chỗ nào em tìm ra cái loại bánh mì đó. Cười với ai vậy? Cái tên nữa một lập đó. Ở Sài Gòn không biết có hay không, chị không biết. Chưa biết. Thôi, bí mật sẽ bật mí này cũng nè. Giữ bí mật. Nít nít kêu đi, nít quen nó kêu đi. Mới vừa đắp măng ngồi được kêu đi. Thôi con tự kêu đi ha. Nít là một bạn mua ở đây quen rồi, gặp với người bán hàng là biết luôn. Mẹ ăn con nít kìa. Để con đi. Thôi, nó ăn kìa. Nhưng thích chị đẹp không? Chị lấy hương có đẹp không? Nghe nói đi. Đẹp không? Bánh mì trong đây đặc ruột nha. Thôi. Ở chị còn xíu là mình phải tự bưng hay là có người bưng ra? Nước tự bưng ra. Bưng ra mà. Bánh mì. Lớn á. Như là con nít mà già dặn á. Đây biết tìm ở cái gì nữa đây. Đây đâu? Đặt đây. Đặt đây. Nó tên Lucky à? Phải. Nó tên Lucky cái chú cháu. Mới là con cháu mà bay đó hả? Lucky là không muốn gì. Cô xuống chị đã quá. Vô nào. Làm đi. Bao nhiêu phần trăm? Nêu bao nhiêu phần trăm? Nêu bao nhiêu phần trăm? Máy đổ.
Hạ ly xuống bên đây. Em đây là bên đây nè. Hạ ly xuống. Hạ ly xuống để ăn cái đó. Giờ phá luôn. Con không ăn. Ăn đi, cứ ăn, ngon mà đâu đó. Mẹ đú rồi ăn. Ăn. Leo là thích, không thích ăn cá thịt, chỉ thích ăn rau. Bẩm sinh luôn. Không thích ăn cá thịt nè. Rau củ quả. Rồi, cảm ơn. Đây, nước mía. Rồi, em mời chị. Trong một cái chị bên em. Không, bây giờ em mời chị lên đây. Tụng lê. Không phải em mời chị lên đây, chị để này. Chị bên em. Mẹ cho nếm thử coi. Nếm. Tại sao mà nít không ăn ngon bằng con. Con mít là nghe thích xinh dâu, màu đỏ đỏ cái con. Cũng là nước mía mới là ok hơn. Tại vì nó cũng là xay ra tươi luôn. Nghe mẹ. Nghe con nè. Nó là tự nhiên. Còn bên đây là công nghiệp rồi. Tự nhiên đến từ thiên nhiên. Cô trăm cái được. Sờ ba. Nó trăm tế từ nhà. Cô hương không mà đó. Ê, con. Đó này mà kêu bỏ ra nè. Ngon không? Lấy hoa sang bầu con. Không biết ngọt cái này. Ở đây là... không có cho phát chưa? Không có chờ tắt. Có, tỉnh thoảng có, nhưng mà bữa nay sao không? Em ơi, còn quật không? Quật có không? Quật hả chị? Ừ. Quật em hết rồi. À, rồi, ok. Đã 2 tí, 2 tí mà hết đi. Vậy là vẫn giống Sài Gòn. Là... vẫn có tắt. Có tắt, nhưng mà tại vì hết. Tại vì em cũng nghĩ là không có tắt. Bé. Có ngục. Con sao bữa nay nó kỳ ra? Mấy bữa cái ăn đó mà chạy lên tới đây cái lên nguyên đây đó. Mình ăn phần dưng đúng lúc đó. Giỡn đó. Giỡn mẹ tức người đó. Cái cháu quậy. Không quậy nhưng mà mình có quán rồi nó để như vậy. Mấy hồi nó ngon lắm. Mấy hồi nó ngon lắm. Thì biết rồi, bình thường là mẹ thấy nó hiền mà sao bữa nay nó kỳ vậy. Nó hiền lắm. Nghe mẹ ơi. Mẹ lấy cho nghe nè. Rồi con nói đi. Con sẽ mua con chó bự thịt ngon, thịt ngon. Đúng rồi. Một cục dây nó lại để nó không đi đâu đi lại luôn. Mình sẽ huấn luyện nó để cho nó biết cách để trở về nhà. Và mình sẽ không còn nó, ok. Vì nó có tự do của nó. Ôi trời. Nhà của mình đó, nhà của mình đàn chó đó. Ôi trời. À, cũng biết hả? Cột cây đã anh này anh bắt nhớ được chị là cột cây đã có không? Ok. Để con nói. Rồi con nói đi. Nít đang nói hay là chó. Niu đang nói. Domita nó là nên đá vô cái con chó. Domita chạy chạy. Nó là chó ngửa vơi người ta quậy cột cây là chó như vậy đó. Ừ. Con coi ở đâu? Con coi từ Domita. Domita con lên chỗ nào con coi được Domita? À, YouTube. Ok. Rồi YouTube có cái gì? Có cái kênh của ai? Kênh của cô, của chị nào? Của chị nào bên đây nè? Có chị nào bên đây nè? Chị nào? Nhất. Đang suy nghĩ. Em sẽ bất lòng. Biết lường á. Kênh của chị nào? Kênh mẹ ơi. Channel của chị nào? Channel nào? Nghe channel là nạp vô chữ kênh channel. Ai đang quay cho tao? Ý
À, đừng níu. Lịch sự vậy, ai đang qua vậy con? Chị nào? Lý Hương. Đã to rồi coi. Chị Lý Hương. Còn bên đây, bên đây là channel nào đây? Rồi, gần lên. Chị Níp có channel không? Có. Tên gì? Đi đâu? Đường Miễu cho đi bên đây. Sao mấy channel? Tại cái nó hay quá à. Cái nó hay dòng con mắc cười quá. Cặp loại nè. Đây quý vị ơi, cả nhà hôm nay đi ăn sạch sành xanh ha. Và đặc biệt quán là sẽ tự phục vụ và tự thanh toán luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi theo chân cô Nick để đi thanh toán tiền nha. Đây đánh tiền bên đây nè. Hai hai. Không có cá ngoài nè. Hai ly ngon đi. Đánh tiền hả? Dạ. Không có mua đó. Không có. Hai cô. Cô thích tiền đâu? Cô này cô thích bán không? Nít cộng đi. Cộng dở à, quên giỏi văn giỏi toán. Sáu mươi ba ngàn cho một bữa tối ha. Quá yeah. Người đẹp. Người đẹp mà sợ chó. Ủa đâu rồi? Mẹ đi ra rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra luôn. Người đẹp sợ chó. Đương nhiên rồi. Ta đẹp ta có quyền à. Ta đẹp ta có quyền sợ những gì ta sợ. Rồi bây giờ thì cả nhà sẽ tạm biệt quán bánh canh ruộng ha. Và theo như chị Cát Tường là ăn từ lúc là 500 đồng cho đến bây giờ. Rồi nít máy bay cả nhà đây. Bye bye. Bye bye.